Kính thưa quý ông bà anh chị em, ông bà anh chị em nào nếu có dịp mà đi du lịch sang nước Israel thì mới thấy được những cái vườn nho, hoặc là đi sang các nước Âu Châu thì cũng thấy được những cái vườn nho. Mà lẽ những người Israel là dân Do Thái, là cái vùng đất của họ là chủ yếu là về nông nghiệp là nhiều, vì thế họ canh tác trồng cái vườn nho. Và Chúa Giêsu ngài đã lấy cái hình ảnh của vườn nho để nói lên là giữa ông chủ rồi tá điền và những người làm công, ông chủ là Thiên Chúa, rồi cái vườn nho đó là nước trời, là hội thánh, rồi những người tá điền đó là những người đầu tiên là nước Do Thái, những người là Do Thái là những người mà Chúa là dân của Chúa, dân thánh của Chúa, Chúa chọn làm dân riêng của ngài. Rồi những người là làm vườn nho, những người đường sai đến đó là những người là tin Chúa, đi theo Chúa, coi như là mình đến sau, nó không phải là cái dân Chúa chọn, nhưng mà được Chúa mời gọi để rồi Chúa chọn mình vào trong cái vườn nho của ngài, để ngài không muốn ai ở ngoài cái vườn nho của ngài. Hay thì đọc lại những trang sách thánh cũng như tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rất rõ tình yêu thương của Chúa, sự trung thành trung tín của Chúa dành cho con người biết bao. Trước hết là ngài đã thực hiện, đã làm là cho cái dân của ngài, rồi biết bao nhiêu lần là cho những người là tiên tri, là ngôn sứ đến để dạy dỗ dân của ngài, để loan báo cũng như là để chỉnh đốn lại cái dân của ngài. Thế nhưng rằng họ không có làm theo, họ chỉ thích làm theo ý mình, rồi nhiều khi là còn là gây hấn, gây chiến với nhau. Rồi như trong sách là ngôn sứ Isaiah có nói là họ đã giày xéo rồi bỏ từ là làm cho cái vườn nho nó trở thành toang, là tan hoang, đó là bờ tường đạp đổ cho vườn nho bị giày xéo, đó làm cái một cái làm cho cái tan nát cái vườn nho của Chúa ấy, là vì là họ muốn làm theo ý mình, loại trừ những cái người, những tiên tri mà Thiên Chúa gửi đến cho họ, để giúp cho họ điều chỉnh cái con người của họ, để cho họ được vui hưởng trong cái vườn nho của Chúa. Rồi đến những bài tin mừng chúng ta thấy một tình yêu thương của Chúa hết lần này đến lần nọ, lại trong cái sự chờ đợi kiên nhẫn đối với những người là tá điền. Mấy người tá điền là những người Do Thái, những người Do Thái cho xem như là anh cả, rồi là muốn chiếm hết tất cả, muốn chiếm tất cả cái vườn nho này. Họ không muốn là một ai làm chủ mình, mà muốn tự mình làm chủ lấy mình, tự mình muốn làm gì thì làm, tự mình muốn là loại trừ tất cả, không là ngay cả ông chủ, ngay cả con của ông chủ. Thì chúng ta thấy cái điều mà Thiên Chúa đã luôn là đợi chờ, kiên trì kiên nhẫn, họ đã loại trừ ngay cả là con của ngài, đó là Đức Giêsu Kitô, là con của Thiên Chúa, người con chí hay của ngài đến để điều chỉnh lại, đến để giúp cho họ đi vào đường là cái nẻo chính đường ngay, để được hưởng cái hạnh phúc trong cái vườn nho của Chúa. Vậy mà họ cũng không nghe, họ cũng không đón nhận, và tiếp tục loại trừ luôn cả Chúa Giêsu là người con chí ái. Và Chúa Giêsu ngài là Thiên Chúa, là Đấng Mê-sia, được là Thiên Chúa sai đến để cứu độ dân của ngài, vậy mà họ cũng loại trừ, và cuối cùng là qua cái chết của ngài ở trên thập giá. Và rồi chúng ta cũng thấy cái điều mà Chúa Giêsu nói rằng là cái tảng đá là mà thợ xây loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường, nghĩa là qua cái chết của ngài thì lại đem lại cho con người là một cái điều kỳ diệu trước mắt, đem lại cái sự sống cho con người,
để qua đó con người làm biết ăn năn sám hối, biết nhìn nhận lại cái con người của mình để mà chỉnh đốn, để mà đi vào cái đường nẻo của Thiên Chúa, để mà được hưởng phúc với Chúa trong nước trời, trong cái vườn nho có Chúa là cha, tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Thì thưa quý ông bà anh chị em, để qua đó chúng ta mới thấy hết được cái điều mà Chúa muốn gửi đến qua Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe, thì nói rằng anh em đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa điều anh em tình nguyện. Vì thế mà mỗi người chúng ta có gặp những khó khăn, gặp những thử thách, gặp những điều gì trong cuộc sống, thì hãy là đến với Chúa, chạy đến với Chúa để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để cho Chúa hướng dẫn của mình. Có làm có gì đi nữa thì hãy chạy đến với Chúa. Thế nhưng rằng, kính thưa quý ông và anh chị em, đấy, trong cuộc sống ngày hôm nay chúng ta thấy là con người đang loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Mình muốn làm chủ tất cả. Con người muốn làm chủ tất cả. Mà con người muốn làm chủ tất cả, muốn là thống trị người khác, thì đó, nó sinh ra những cái hậu quả vô cùng là tàn khốc. Trước hết đó là về tàn phá, như là tài nguyên thiên nhiên. Nó gây ra những hậu quả thiên tai vô cùng là nguy hiểm và trầm trọng. Rồi đến chiến tranh loạn lạc xảy ra, khủng bố chỗ này, khủng bố chỗ này, vì con người muốn chiếm lãnh, muốn loại trừ Thiên Chúa, là mình đang loại trừ cái tình yêu của Chúa ra khỏi mình. Khi mà con người không biết yêu nhau thì chỉ biết chém giết nhau mà thôi, chỉ biết loại trừ nhau mà thôi, chỉ biết là phá rào, phá dậu và phá tất cả để mình muốn chiếm hữu lấy mà thôi. Là mà muốn chiếm hữu thì, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà loại trừ Chúa ra khỏi con người chúng ta thì con người trở nên vô cùng là nguy hiểm, vô cùng là khủng khiếp, có thể chém giết nhau bất cứ lúc nào, có thể loại trừ nhau bất cứ hình thức nào ghê gớm như thế. Mà có những loại trừ bằng những cái hình thức nó cứ âm ỉ, nó cứ từ từ, bởi lẽ là mình cũng chạy theo lợi nhuận, nó chạy theo cái này cái kia, vô tình là mình đang giết người khác, đang hại người khác mà mình không biết, hoặc là mình biết đấy nhưng mà mình làm ngơ, hoặc là mình không còn để cho Thiên Chúa thống trị mình nữa, làm chủ mình nữa, hướng dẫn mình nữa. Bởi lẽ trong cái con người của chúng ta, cái nơi sâu thẳm nhất mà Thiên Chúa ngự trị, đọc là cái tính lương tâm. Cái nơi sâu thẳm nhất Chúa ngự trị ở trong cái tâm hồn ta, để luôn mách bảo chúng ta làm điều tốt, làm điều lành, làm điều hay cho những người anh em, và biết tránh xa điều dữ, điều là cái điều dữ và điều xấu. Thế nhưng nếu mà chúng ta loại trừ Thiên Chúa, nghĩa là coi chừng chúng ta sẽ bị một cái lương tâm chai lì, không còn thấy tiếng Chúa nói mình nữa, thì chúng ta chỉ làm theo ý riêng của mình, chỉ làm theo cái cách riêng của mình, thì chắc chắn rằng cái điều khủng khiếp nó sẽ đến không chỉ cho bản thân, cho gia đình, mà còn cho xã hội, cho nhân loại nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, để rồi mỗi người chúng ta thấy qua những trang sách thánh, trang tin mừng ngày hôm nay, để giúp cho mỗi người chúng ta nhìn thấy được ý định yêu thương của Chúa, để mỗi người chúng ta hãy luôn rộng mở tâm hồn để đón nhận Chúa vào trong cái căn nhà tâm hồn của mình, bằng cách là chúng ta siêng năng tìm về bên Chúa trong đời sống cầu nguyện, để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, để cho Chúa là ông chủ trong cái vườn nho, để hướng dẫn chúng ta, để sai bảo chúng ta, để chúng ta chỉ biết làm theo ý của Chủ, để rồi Chủ sẽ yêu thương, để Chủ rồi sẽ làm cho chúng ta cách này cách khác được hạnh phúc, được yên vui. Vì thế mà mỗi người chúng ta phải luôn biết ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối bởi lẽ rằng con người chúng ta mỏng dọn, con người chúng ta giới hạn,
con người chúng ta cũng rất là dễ chạy làm theo cái bản năng, làm theo cái ý riêng, làm theo con người của mình. Vì thế mà tội lỗi cũng đầy tràn ở nơi con người mỗi người chúng ta. Vì thế mà mỗi người chúng ta cần cái sự ơn tha thứ, cần cái sự trung thành, trung tín ở nơi Thiên Chúa. Chúa không loại trừ chúng ta, Chúa không loại bỏ chúng ta, mà Ngài luôn chờ đợi chúng ta. Nó cũng luôn muốn cho chúng ta quay trở về để hưởng phúc với Chúa ở trong cái vườn nho của Ngài, để mà Ngài chăm sóc, để mà Ngài rào dậu, nhờ xây tháp canh để bảo vệ chúng ta khỏi những cái thế lực, khỏi những cái mà nó làm nguy hiểm đến cái đời sống đức tin cũng như đời sống xã hội của chúng ta. Chớ gì mỗi người chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa, luôn tạ ơn Chúa và luôn lắng nghe điều mà Chúa dạy, để chúng ta chỉ biết sống và làm theo ý Chúa. Có như thế thì chúng ta mới thực sự là cái người đầy tớ ở trong cái vườn nho của Chúa, trong nước trời, trong hội thánh, để mà chúng ta hưởng nếm tất cả những gì mà Chúa ban cho. Tất cả mọi sự của Cha đều là của Con. Amen.